Những tổ hợp trong mơ fan muốn thấy trên phim Suchi, Park Bo Gum chỉ được ngắm ở Bách Sang. Có những cặp đôi Hàn đã có duyên đứng chung khung hình, hoặc gặp gỡ hoặc hợp tác sơ sơ với nhau trong những dự án ngắn hạn như lễ trao giải, quảng cáo, sự kiện, nhưng lại chưa có duyên đóng chung phim. Sự đẹp đôi của họ khiến fan vô cùng mong ngóng họ nhanh đóng phim với nhau, cùng xem là những đôi nào nhé. Suchi, Park Bo Gum. Suchi và Park Bo Gum đã đứng cạnh nhau qua 4 lần giải thưởng Bách Sang và họ xác nhận sẽ gặp lại nhau tại lễ trao giải năm nay luôn. Sự kết hợp rất ăn ý trên sân khấu trao giải và ngoại hình sáng bừng của cả hai khiến bao fan mê đắm ngắm mãi không thể dừng. Suchi ra mắt sớm nên ai cũng nghĩ cô lớn hơn Park Bo Gum, nhưng thật ra anh chàng lại hơn 1 tuổi đấy. Cặp tuấn nam mỹ nữ này mà hợp tác với nhau trong một bộ phim truyền hình tình cảm lãng mạn thì quá thỏa lòng fan rồi. Cha Eun-woo, Han So-hee. Cha Eun-woo và Han So-hee đã có dịp hợp tác trong một dự án quảng cáo webtoon, chỉ xuất hiện rất ngắn ngủi qua vài hình ảnh, clip giới thiệu thôi, nhưng fan đã mê đắm khung cảnh như tranh vẽ của hai nhan sắc nổi bật này. Cho tới gần đây, Cha Eun-woo và Han So-hee lại gặp nhau trong một sự kiện thời trang, lúc này fan càng hy vọng cặp đôi sẽ đóng chung một bộ phim truyền hình thật lãng mạn. Lee Seung-kyun, Lee Soo-hyuk. Cùng là anh em một nhà trong YG, Lee Seung-kyun và Lee Soo-hyuk đã có dịp tham gia sự kiện chung. Về ngoại hình, phải khen rằng cả hai rất tương xứng với nhau. Lee Seung-kyun đã có kinh nghiệm đóng cặp với rất nhiều nam thần chân dài của K-pop với khí chất độc đáo của cả hai. Nếu đóng cặp thì chắc chắn là mãn nhãn vô cùng, yêu đương hay đối đầu. Hy vọng hai anh em sẽ có duyên được kết hợp nhé. Kim Tae-ri, Jun-ho. Jun-ho và Kim Tae-ri mới chỉ gặp nhau khi cùng nhận giải thị đế và thị hậu Bách Sang 2022, nhưng đã có rất nhiều khán giả thích thú với phản ứng hóa học ngắn ngủi này. Nhiều người nhận xét Kim Tae-ri và Jun-ho đều có khả năng diễn xuất thần sầu, rất hợp với thể loại phim melo tình cảm. Tuy rằng hiện tại cả hai đều bận rộn với dự án riêng, nhưng ý tưởng kết hợp thị đế và thị hậu có lẽ sẽ tạo hiệu ứng đặc biệt nên có khi có đạo diễn chú ý rồi đấy, cùng chờ thôi. Juna, Kim Seon-ho. Juna sở hữu gương mặt xinh đẹp như thiên thần. Khi cô nàng đứng cạnh Kim Seon-ho trong lễ trao giải âm nhạc cuối năm 2020, rất đông cư dân mạng đã réo gọi cặp đôi này kết hợp đóng phim. Quả thực là cả hai đã từng xác nhận đóng cặp trong bộ phim điện ảnh Cuộc hẹn lúc 2 giờ đêm. Chỉ tiếc là sau đó Kim Seon-ho lại dính phốt và bị gạch tên khỏi phim. Vì vậy ai cũng mong cả hai sẽ có duyên ở một bộ phim truyền hình nào đó bù lại lần lỡ duyên kia. Lee Jong-suk, IU. Mặc dù khả năng kết hợp với nhau ở thời điểm hiện tại là vô cùng khó xảy ra, trước đây cả hai đã có một thời gian dài cùng dẫn chương trình âm nhạc hàng tuần. Một anh chàng cao kiều đứng cạnh cô nàng nhỏ nhắn thực sự là tạo cảm giác couple rất tuyệt. Giờ thì họ thành đôi rồi, fan cũng bắt gặp đồ đôi siêu cưng luôn nhé. Đã vậy cái tên Lee Jong-suk mà đặt cạnh tên IU là sẽ hút rất nhiều fan cho dự án đấy. Có đạo diễn nào xem xét không nhỉ? Những tổ hợp trong mơ luôn khiến người ta mong chờ hơn bao giờ hết vì chắc chắn là họ ăn ý, đẹp đôi và tỏa sáng vô cùng khi đứng cạnh nhau. Đây đều là những đôi đã có duyên gặp gỡ, khả năng họ được tác hợp đóng phim chung là rất lớn. Cùng chờ xem cặp đôi nào sẽ xuất hiện đầu tiên để ăn mừng nhé.